kính chào quý khán giả theo dõi nhịp sống ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang trực tiếp lúc 6 giờ sáng hàng ngày. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật thông tin vui khi các kỳ thủ trẻ Việt Nam thi đấu đầy thành công để giành ngôi nhất toàn đoàn giải cờ vua trẻ châu Á 2022 tại Indonesia. Kết thúc giải đấu ở 3 nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ chớp, cờ nhanh, tính thành tích cá nhân và đồng đội, tuyển Việt Nam giành 39 huy chương vàng, vượt trội khi hơn đoàn về nhì Ấn Độ tới 10 huy chương vàng. Với sự đồng đều về đội hình, cờ vua Việt Nam áp đảo ở nội dung đồng đội, ở cả cờ chớp, cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn. Còn ở nội dung cá nhân, Đào Nhật Minh, Nguyễn Thiên Ngân, Nguyễn Hồng Nhung hay Nguyễn Quốc Huy thể hiện sự vượt trội. Giải cờ vua trẻ châu Á 2022 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 10 tại Bali, Indonesia với sự tham dự của 451 kỳ thủ từ 20 đoàn tranh tài ở lứa tuổi U8, U10, U12, U14, U16 và U18 của cả nam và nữ. Nước ta tham dự với 98 kỳ thủ, đông thứ hai sau Indonesia. Việt Nam luôn là cái nôi sản sinh ra những kỳ thủ cờ vua tài năng, gặt hái được rất nhiều thành công tại các giải đấu trong nước cũng như quốc tế. Việc giành đến 39 huy chương vàng tại giải cờ vua trẻ châu Á một lần nữa khẳng định trí tuệ và tài năng Việt. Nhịp sống ngày mới sáng nay còn nhiều thông tin đáng chú ý. Đêm không ngủ của các cảnh sát phòng cháy chữa cháy phá cửa sân thượng cứu 11 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị hỏa hoạn. Nguyên nhân cháu 2 tuổi mất tích 24 giờ rồi bỗng dưng xuất hiện tại chỗ cũ. Sử dụng tài khoản Facebook đăng nội dung sai sự thật là lì xì cho cảnh sát giao thông, gây ảnh hưởng đến cả ngành. Tung tin giả rước quả thật, nội dung có trong mục chống tin giả hôm nay. Mừng đám cưới 200.000 đồng bị bóc phốt, bao nhiêu là đủ? Thưa quý khán giả, theo Nghị định 59 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 vừa qua, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ này. Công dân khi sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các dịch vụ công sẽ giảm thủ tục xác minh thông tin, có thể chia sẻ thông tin của mình nhằm tạo tài khoản ngân hàng, tài chính, viễn thông. Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ đưa tin, thời gian vừa qua, nhiều người gặp khó khăn, phiền toái khi gặp các vấn đề như ứng dụng báo lỗi liên tục, quên mật khẩu thì không lấy lại được, dẫn đến không thể thực hiện. Về vấn đề này, Bộ Công an cho biết sẽ rà soát quy trình thu nhập, đăng ký, nghiên cứu, bổ sung trang thiết bị hạ tầng và công nghệ để phục vụ người dân tốt hơn trong việc đăng ký tài khoản định danh điện tử. Còn trên báo Zing News thì đăng tải nội dung người dân làm gì khi bị sử dụng trái phép danh tính điện tử. Theo đó, chủ tài khoản cần thông báo ngay cho tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử để hỗ trợ giải quyết kịp thời. Đối với chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử cũng cần tuân thủ các quy định sau. Không được sử dụng tài khoản định danh điện tử vào hoạt động giao dịch trái quy định của pháp luật, xâm phạm đến an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Những ngày qua, thông tin giá xăng dầu của Việt Nam hiện duy trì trong ngưỡng từ 21 đến 25 ngàn đồng một lít, có thể nói là thấp nhất khu vực và thấp nhất thế giới chỉ sau Malaysia, đang gây sự chú ý của dư luận. Trên báo Vietnamnet chia sẻ thông tin và đối chiếu với bảng xếp hạng những nước có giá xăng rẻ, vẫn còn tới 29 quốc gia hoặc là vùng lãnh thổ có giá xăng thấp hơn của Việt Nam. Venezuela có giá xăng thấp nhất thế giới với giá chỉ 400 đồng một lít. Điều này cho thấy so sánh giá xăng của Việt Nam với các nước không có nhiều ý nghĩa. Vấn đề hiện nay không phải là giá mà là nguồn cung,
Nguồn cung xăng dầu ở Việt Nam được khẳng định là chưa bao giờ thiếu, nhưng thực tế lại có thời điểm là người dân có tiền cũng không mua được xăng. Và đây là điều mà các ngành liên quan cần sớm có câu trả lời thỏa đáng. Người dân và nền kinh tế không thể thiếu xăng dầu. Tôi vừa điểm qua những thông tin đáng chú ý có trên các báo. Sau đây, mời quý khán giả gặp lại chị Huỳnh Như với những tin nóng vừa cập nhật. Xin mời chị. Thưa quý khán giả, cách đây 4 ngày, một nhà xưởng kết hợp làm kho ở quận Hà Đông, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội, lửa ngùn ngụt, khói đen cao hàng trăm mét bao trùm cả khu vực, làm cho người dân một phen hốt hoảng. Đau lòng hơn, vụ cháy khiến cho một người là bảo vệ thiệt mạng. Về công tác khắc phục hậu quả vẫn đang thực hiện thì tối qua lại xảy ra một ngôi nhà bị cháy ở thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu 11 người mắc kẹt. Khoảng 19 giờ tối qua, cơ quan chức năng nhận được tin báo cháy xảy ra tại ngôi nhà ở địa chỉ số 5 ngách 1, ngõ 132, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ngay khi tiếp nhận được thông tin, công an thành phố Hà Nội điều động 4 xe chữa cháy của công an quận Cầu Giấy và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hà Nội cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy. Lực lượng triển khai một mũi chữa cháy tại tầng 1 để dập tắt đám cháy và ngăn cháy lan lên các tầng trên. Một mũi tiếp cận công trình từ sân thượng nhà liền kề, sử dụng phương tiện cắt khung sắt tiếp cận khu vực có người bị nạn, đưa ra khỏi đám cháy. Sau một thời gian nỗ lực triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đến khoảng 19 giờ 30 phút, các chiến sĩ dập tắt hoàn toàn đám cháy, tổ chức cứu hướng dẫn đưa 11 người dân thoát nạn ra ngoài an toàn. Ngôi nhà xảy ra cháy cao 6 tầng, một tum với diện tích khoảng 50 m². Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người. Hình ảnh các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ân cần chăm sóc cho nạn nhân hay là những cái ôm như thế này đều làm cho nhiều người ấm lòng. Cái nghề mà người ta chạy ra khi có hỏa hoạn để thoát thân, còn các anh thì lại chạy vô giáp lá cà với giặc lửa để cứu người, cứu tài sản lắm hiểm nguy gian khó. Sự cố không thể lường trước, nhưng sau mỗi vụ cháy đều mong mỏi lớn nhất của các chiến sĩ. Mới đây, cư dân mạng xôn xao vụ khách mời bị gia chủ tố là bác sĩ nhưng chỉ mừng cưới 200.000 đồng. Dù sau đó người này gỡ bài viết và lên tiếng thanh minh nhưng vẫn khiến không ít người ngán ngẩm. Sự việc xảy ra tại Cà Mau, chủ nhà chụp hình ảnh thư mời dự đám cưới, trên thư còn kèm theo ghi chú BSD.200. Khi chia sẻ trên mạng xã hội, người này viết: chắc do ăn ở không tốt với xóm làng, hay đãi ăn không được, hay gia đình mình thiếu sót những gì. Đây là bài học rút kinh nghiệm cho những gia đình tổ chức tiệc tùng nha. Người này cho rằng vị khách mời là bác sĩ, dù là hàng xóm lại còn là đồng hương, nên việc mừng đám cưới 200.000 đồng có gây sốc. Nhiều người để lại bình luận, tiền chỉ là hình thức, quan trọng là tình nghĩa. Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc cắt thẳng tên bốc phốt sẽ khiến cho cả hai trở nên khó xử. Qua câu chuyện vừa rồi, có thể thấy mạng xã hội luôn có hai mặt, dù nhanh chóng gỡ bài viết nhưng chủ nhân vẫn nhận búa rìu dư luận. Rất may, đây chỉ là phản ứng khi tiền mừng cưới ít. Nếu có hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác hoặc đăng tin sai sự thật sẽ là câu chuyện khác. Mỗi tài khoản mạng xã hội, mọi hành vi đưa tin thiếu kiểm chứng trên không gian mạng đều đang được lực lượng công an trà soát xử lý nếu vi phạm. Mới đây, trường hợp nam thanh niên ở Trà Vinh sau khi bị cảnh sát giao thông xử phạt nhiều lỗi lại sử dụng tài khoản Facebook đăng nội dung sai sự thật là lì xì cho cảnh sát giao thông, gây ảnh hưởng đến cả ngành. Sử dụng mạng xã hội nếu không tỉnh táo, chơi dao sẽ có ngày đứt tay.
Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh lập biên bản giáo dục và cho cam kết không tái phạm đối với DVT, 18 tuổi, ngụ khóm 2 thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, là chủ tài khoản Facebook DVT, về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Theo xác minh, ngày 17 tháng 9, Công an huyện Càng Long phát hiện tài khoản Facebook DVT đăng hình ảnh cảnh sát giao thông Công an huyện Càng Long đang thực hiện nhiệm vụ, kèm nội dung: "Con cảm ơn chú quan tâm đến con lì xì lại chú 3.600.000 đồng. Qua làm việc, Tê khai nhận trước đó bị tổ tuần tra lập biên bản vi phạm với các lỗi không có giấy phép lái xe, không gương chiếu hậu, không bộ phận giảm thanh, nên sử dụng điện thoại đăng tải hình ảnh và bản tin có nội dung sai sự thật. Tê thừa nhận không có chuyện lì xì cho cảnh sát giao thông. Với số lượng nhiều người tham gia, theo dõi, ảnh hưởng của thông tin trên Internet, mạng xã hội là rất lớn. Những thông tin chưa được kiểm chứng, bị đặt sai sự thật khi được lan truyền sẽ gây tâm lý hoang mang, hoài nghi cho nhiều người. Trường hợp của T chỉ một phút bồng bột làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Và thanh niên cũng rất rắc rối về cho bản thân mình. Hành vi của T vi phạm quy định tại Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số, vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Với hành vi này, số tiền bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Tuy nhiên, xét thấy T khai báo trung thực, hoàn cảnh gia đình khó khăn, khả năng tiếp cận, nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế, nên Công an huyện Càng Long giáo dục cho cam kết không tái phạm và yêu cầu tháo gỡ nội dung đăng sai sự thật. Thời gian qua, phần lớn các trường hợp đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm cán bộ chính quyền trên mạng xã hội đều bị phát hiện và xử lý nghiêm. Tuy nhiên, vẫn không ngăn chặn được triệt để hành vi vi phạm. Một trong những nguyên nhân chính là do nhận thức pháp luật của người dùng mạng còn hạn chế, nên không nghĩ việc làm này của mình vi phạm pháp luật. Tháng 9 năm ngoái, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với anh NVT, 26 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm tỉnh ủy Đồng Nai trên mạng xã hội. Người này thừa nhận do nhận thức chưa đúng nên đăng tải thông tin gây xúc phạm đến uy tín của cơ quan, tổ chức. Thưa quý vị, đây là những gì xảy ra sau cơn mưa chiều qua ở thành phố Hồ Chí Minh. Các tuyến đường Phan Anh, Tô Hiệu cùng một số hẻm dẫn vào khu dân cư phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú có hiện tượng ngập nước màu đỏ kèm mùi thối bất thường làm nhiều người ngao ngán. Theo người dân, chiều qua khu vực có mưa lớn và sau đó xảy ra tình trạng ngập nước. Đây là lần đầu tiên người dân thấy nước ngập có màu lạ thường. Lãnh đạo phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú cho biết, phường ghi nhận thực tế ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân. Lực lượng chức năng đang phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ vụ việc nước ngập có màu đỏ bất thường này. Tại thành phố Cần Thơ, hai ngày qua triều cường bất ngờ lên nhanh ở mức 2m1, vượt báo động 3 là 0,1m, sớm hơn dự báo, gây ngập một số tuyến đường nội ô, việc đi lại và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Trước diễn biến nhanh và bất ngờ của triều cường, Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ nhận định đỉnh triều cao nhất đợt này có thể lên mức 2m22 cho đến 2m27, cao hơn so với dự báo trước đó và sắp xỉ đỉnh của đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch vừa qua. Do vậy, người dân cần chủ động cơi nới đồ đạc, gia cố bờ bao để bảo vệ vườn cây, ao cá nhằm hạn chế thiệt hại. Triều cường không ngăn được bước chân của những ai đam mê khám phá và thưởng thức món ngon, lễ hội ẩm thực.
Hôm qua, lễ hội ẩm thực 1.000 món ngon xưa và nay được khai mạc tại làng du lịch sinh thái Ông Đề, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Tinh tế trong cách chế biến, hấp dẫn trong hương vị, những món ngon níu chân du khách gần xa. Lễ hội diễn ra đến ngày 27 tới trong thời gian từ 9 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Trong những ngày này, du khách đến sẽ được xem không gian văn hóa ẩm thực, thưởng thức các món ngon, xem trình diễn các món ăn của các nghệ nhân, đầu bếp chuyên nghiệp. Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra các hội thi, gian hàng đẹp, thi các món bánh và chè ngon xưa và nay, thi các món ăn ngon. Các món ngon xưa và nay dự kiến từ mọi miền của đất nước, từ các loại bánh dân gian Nam Bộ như bánh tét, bánh ú nước tro lá tre, bánh ít trần, bánh dừa, bánh canh vịt xiêm, bánh hỏi, bánh lá mơ. Ngoài ra còn có các món ăn hiện đại đến từ mọi miền như bún mắm nêm Đà Nẵng, mì Quảng, bún bò Huế. Đây được xem là hoạt động kích cầu du lịch, thúc đẩy kinh tế du lịch miền Tây Nam Bộ phát triển mạnh mẽ, góp phần gìn giữ nét đẹp của văn hóa ẩm thực quê hương. Và nội dung vừa rồi cũng khép lại nhịp sống ngày mới của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.